Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến ngày sinh, bà Sa ve hà sinh một con trai, láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ và họ lấy tên Zakaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Joan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Joan và mọi người đều bỡ ngỡ bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tồn chúa mọi người lân cận đều kinh hãi và trên khắp miền núi xứ judea người ta loan truyền mọi việc đó hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng con trẻ này rồi sẽ nên thế nào vì quả thực bàn tay chúa đã ở với nó đó là lời chúa lời chúa chúa kính thưa quý ông bà anh chị em trước sinh nhật của đức giêsu giáo hội cho chúng ta suy niệm về sự chào đời của gioan tẩy giả trong gia đình bà Isaver và ông Zakaria cả hai ông bà đều vui mừng vì một người con được sinh ra chúa đã cất nỗi tuổi hổ nơi bà Isaver và cả gia đình đều vui mừng khi con trẻ được sinh ra và không chỉ mỗi gia đình nhưng cả họ hàng thân thuộc và những người chung quanh đều đến chia vui với gia đình ông bà. Đặc biệt, cả hai ông bà đều đặt tên cho con trẻ là Gioan, cái tên mà thật lạ lẫm đối với họ hàng, đối với những người thân thuộc. Bởi vì trong họ hàng của Zacharia không ai có cái tên Gioan cả. Thế nhưng ông bà đặt tên Gioan đó chính là cái tên mà Thiên Chúa mong muốn nơi con trẻ. Gioan tiếng Ri có nghĩa là Thiên Chúa tặng ban. Bởi Gioan chính là món quà cho gia đình, cho họ hàng, cho dân tộc và cho cả nhân loại. Em đã trở nên ngôn sứ, trở nên vị tiền hô dọn đường cho Chúa. Gioan đã trở nên chứng nhân cho sự thật và dám chết cho đấng là sự thật. Thưa anh chị em, mỗi trẻ thơ chào đời đều là một dấu hiệu của tình thương Chúa và là quà tặng cho thế giới. Hãy để món quà ấy được chào đời, được đặt tên và được lớn lên như do Thế giới này có quá nhiều tội ác mà một trong những tội ác ghê gớm nhất của nhân loại đó chính là tội phá thai hủy diệt sự sống bởi vậy mỗi người chúng ta hãy tôn trọng và chung tay để bảo vệ sự sống của chính chúng ta và của các thai nhi